Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 8, câu bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này trời đã quá canh ba. Bất ngờ một trận gió thổi tới khiến cho đám mây bị xua tan đi. Phía trên không trung hiện ra một vầng trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng mờ ảo xuống mặt đất. Hai bóng người ở phía trước, một vạt y phục màu xanh, còn người kia thì vạt áo gấm, lưỡi phục sức giống hệt như Kim Phi Hùng và Cốc Chi Dương. Kim Phi Hùng thấy vậy cực kỳ ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ. Người này sao lại có lưỡi phục sức giống hệt như mình thế? Đoạn chàng quay qua khẽ liếc Cốc Phi Dương, chợt thấy sắc mặt y ngạc nhiên chẳng khác gì mình. Lúc này, đám cao thủ giang hồ đã chặn được hai người lại. Một người trông như kẻ cầm đầu đám cao thủ này, đầu đội mũ cao, mặt đạo mạo, tuổi đã quá lục tuần, mỉm cười vòng tay về phía hai bóng đen, đoạn cười bảo: "Huynh đệ đây là Cổ Trường Thành, trang chủ Phụng Lăng Trang, có sự việc không được rõ nên mong nhị vị vui lòng giải thích." Thiếu niên áo xanh bất giác hử lạnh. Cổ Trường Khanh tiếp: "Nhị vị cứ yên tâm, chúng ta sẽ không lấy nhiều bức ít đâu." Thiếu niên áo gấm vội tiếp lời: "Có chuyện gì cứ nói ngay ra đi, chớ quanh co lắm lời." Cổ Trường Khanh cất tiếng ho khan: "Nghe nói thần châu mà Hàn Không Không lấy trộm được của Thiên Long Tự đã rơi vào tay Tôn Giá, việc này có đúng không?" Thiếu niên áo xanh lạnh lùng đáp: "Tại hạ không thể nói ra được." Cổ Trường Khanh lại lên tiếng: "Mật Đà Thần Châu là trấn sơn chi bảo của Thiên Long Tự, nơi đấy đã phái một số lượng lớn cao thủ đi vào Trung Nguyên. Chuyện này đối với võ lâm đồng đạo Trung Nguyên là một việc làm mất thể diện cho võ lâm Trung Nguyên vô cùng. Khuyên Tôn Giá hãy mau chóng hoàn vật lại cho chủ." Thiếu niên áo xanh lạnh lùng đáp lại: "Chuyện này phải do lạt ma của Thiên Long Tự đích thân ra mặt, đâu cần ngươi phải lo lắng làm gì." Cổ Trường Khanh vẫn không tức giận, từ tốn nói: "Nếu như Tôn Giá không phải là môn đệ của các phái trong võ lâm Trung Nguyên thì lão đây sẽ không hỏi nữa." Thiếu niên áo xanh hỏi ngược lại: "Vì danh dự của võ lâm Trung Nguyên, các hạ nhất định phải can thiệp vào ư?" Thiếu niên áo xanh lạnh lùng cười lên một tiếng: "Phụng Lăng Trang có quyền gì mà dám ra lệnh cho võ lâm?" Cổ Trường Khanh ôn tồn đáp: "Lấy danh nghĩa là minh chủ của Bách Kiếm Minh, chẳng lẽ không được sao?" Thiếu niên áo xanh cười hăng hắc: "Nói láo mà không biết xấu hổ, ai lại cử ngươi làm minh chủ hả?" Cổ Trường Khanh cất lên một tràng cười dài: "Điều này cần gì phải hỏi, dĩ nhiên là những môn phái gia nhập Bách Kiếm Minh." Đoàn lão quay sang hỏi thiếu niên áo gấm: "Vị thiếu hiệp này phải chăng là đồng sư môn với Thanh Y Tu La?" Thiếu niên áo gấm lạnh lùng đáp lại: "Tôn Giá tự xưng là minh chủ của Bách Kiếm Minh thì kiếm thuật ắt có chỗ hơn người. Tại hạ thuộc về môn phái nào thì đợi chút nữa so kiếm sẽ nhận ra ngay thôi." Cổ Trường Khanh cười nhạt: "Chí nguyện của Bách Kiếm Minh là hoành dương võ học Trung Nguyên. Quý phái đến đây hoành hành ngang ngược, tất các phái Trung Nguyên sẽ chẳng để cho các ngươi thất vọng đâu." Thiếu niên áo xanh đột nhiên lên tiếng: "Người ăn nói thật là hồ đồ hết ý. Vừa rồi lão đạo sĩ của phái Võ Đăng tự xưng là minh chủ các phái. Nếu như hôm nay có thêm ngươi là minh chủ, vậy thì ai là minh chủ thực hả?" Cổ Trường Khanh lúng túng đáp: "Cái này thì..." Lão này vốn là kẻ cực kỳ gian xảo. Tuy lão đang nắm trong tay hầu hết các đại môn phái, nhưng không muốn công nhận cắt tuyệt quan hệ với Võ Đăng. Thiếu niên áo xanh lại nói: "Đừng có nói này nọ lôi thôi. Chẳng ai trong các ngươi xứng đáng làm minh chủ. Minh chủ của Bách Kiếm Minh phải là người có thực tài." Lúc này, một đám mây đã dần dần phủ kín vầng trăng, bốn phía trở nên tối đen như mực. Thiếu niên áo xanh và thiếu niên áo gấm đột ngột lắc mạnh một cái, thân hình xẹt tới như hai luồng điện mất hút vào trong khu rừng. Cổ Trường Khanh và hơn chục cao thủ đang đứng đó biết đối phương cực kỳ lợi hại nên trong lòng kinh hãi, ngầm vận công giới bị để phòng đối phương hạ độc thủ. Chẳng ngờ bọn này lại bỏ chạy, đến lúc phát giác thì đã không thể nào đuổi kịp được nữa. Cổ Trường Khanh như vô cùng giận dữ, lão trầm giọng quát: "Cho dù các ngươi có bỏ chạy cũng không thoát khỏi tay của lão phù đầu." Cốc Chỉ Dương đang định bật người phóng ra, đột nhiên bị Kim Phi Hùng ấn xuống, đoàn hạ giọng bảo y: "Đằng kia có người đang đi đến kìa." Cốc Chỉ Dương ngẩng đầu lên nhìn,
dưới ánh tinh quang lấp lánh, quả nhiên thấy có 7-8 bóng người đang bay về hướng bờ sông. Người đi đầu chính là Âm Sơn Thần Ma, phía sau là Lăng Hư Tử phái Võ Đăng, Bích Trần Đạo Nhân, Đại Minh Thiền Sư và thêm mấy nhân vật lạ mặt nữa. Âm Sơn Thần Ma lên tiếng hỏi, Cổ huynh thấy kẻ nào chạy ngang qua đây không? Cổ Trường Khanh chậm rãi đáp, ngươi muốn hỏi Thanh Y Tu La phải không? Âm Sơn Thần Ma liền tiếp hỏi, ngoài Thanh Y Tu La còn có tên nào khác không? Cổ Trường Khanh đáp, còn có thêm một thiếu niên áo gấm nữa. Bích Trần Đạo Nhân hấp tấp nói xen vào, tên đó chính là kẻ đã sát hại Khai Bi trưởng Hồ Trấn Viễn. Cổ Trường Khanh nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, ta cho rằng lai lịch của thiếu niên áo gấm này còn khả nghi hơn cả Thanh Y Tu La nữa. Bích Trần Đạo Nhân liền nóng nảy nói tiếp, lúc bần đạo ở trên du thuyền thấy võ công của Thanh Y Tu La có chiêu số cực kỳ giống với võ công của Thái Dương Cốc, hôm nay đem so sánh với võ công của thiếu niên áo gấm thì càng không thể lầm được. Âm Sơn Thần Ma lạnh lùng đáp, ta đã nói từ trước rồi, Thanh Y Tu La chính là người của Thái Dương Cốc, các ngươi không tin thì ta không biết làm sao hơn. Thần sắc của Lăng Hư đạo trưởng cực kỳ trầm trọng, lão chậm chạp lên tiếng, nhưng mà có một chuyện khiến bần đạo không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng chúng ta đến ngôi miếu này là cơ địa hạ lạc của môn hạ Trường Xuân Đảo, tại sao lại bất ngờ biến thành xào huyệt của Thái Dương Cốc? Thật khiến bần đạo hồ đồ quá chừng. Cổ Trường Khanh ho khan lên một tiếng rồi chậm chạp lên tiếng, chuyện này cũng không khó giải thích lắm đâu. Có lẽ hai người mà chúng ta vừa gặp chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, chứ không thể nhận định là hai thế lực của Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo đã trở lại Trung Nguyên. Chúng ta phải sớm thương lượng phương cách đối phó mới được. Âm Sơn Thần Ma gật đầu, Cổ huynh, nội trong ngày hôm nay họ sẽ tới. Cổ Trường Khanh lại lên tiếng, Võ Đăng và các danh môn chính phái có nhiều nhân tài, không biết Lăng Hư đạo trưởng có cao kiến gì không? Lăng Hư đạo trưởng lạnh lùng đáp, bản phái là người xuất gia, vẫn tuân theo di huấn của tôn sư, không được tham dự vào cuộc chém giết trên giang hồ, nên không thể đảm nhận việc này. Vì vậy, mọi việc đều hy vọng vào Cổ đại hiệp. Cổ Trường Khanh cười lớn, Phụ Lăng Trang chẳng qua chỉ là một sơn trang nhỏ bé mà thôi, đâu phải là một đại bang phái gì. Sở dĩ bản trang xuất hiện ở đây, lập ra Bách Kiếm Minh là vì sự an nguy của đồng đạo Võ Lâm, chớ tuyệt nhiên không có tham vọng tự tiện mà nhận về chức minh chủ đâu. Như quý phái danh tiếng trên giang hồ đã lâu, tốt nhất quý phái nên nhận chức minh chủ. Lăng Hư đạo trưởng mỉm cười đáp, Cổ huynh nhân tâm hiệp đảm, kiếm pháp lại cao siêu, bần đạo tự biết mình kém tài bạc đức, cho nên việc đó Cổ huynh không nên khách khí từ chối việc hệ trọng của Võ Lâm như vậy. Âm Sơn Thần Ma trầm giọng nói, cường địch còn đang ở trước mặt, chư vị cứ sao lại nói những chuyện tiểu tiết không quan hệ tới đại sự. Cổ Trường Khanh nhanh nhẹn tiếp lời, lúc này không phải là lúc nói chuyện, chư vị hãy tạm thời đến hàng quán của tài hạ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ bàn chuyện sau. Âm Sơn Thần Ma nói, vậy mới được chứ, mời Cổ huynh đi trước dẫn đường. Cổ Trường Khanh thoáng mỉm cười, chư vị hãy đi theo ta. Bần đạo có chuyện phải trở về dặn dò môn nhân đệ tử, không thể đi theo chư vị được, bần đạo xin cáo từ. Âm Sơn Thần Ma hừ lên một tiếng, cho dù là chuyện gì cũng không thể tranh thủ thời gian như vậy được. Cổ Trường Khanh vội lên tiếng, môn hạ Võ Đăng có mặt ở đây không ít, đạo trưởng nếu có chuyện gì cấp thiết vậy xin cứ thuận tiện, tài hạ e rằng không thể tiễn người được. Lăng Hư đạo trưởng gật đầu rồi cùng với Bích Trần đạo nhân chậm chậm đi về hướng khác. Kim Phi Hùng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, muốn biết các phái hành động ra sao, bèn quay sang nói với Cốc Chi Dương, chúng mình cũng đi theo bọn chúng xem sao. Cốc Chi Dương nhìn lên phía đông đã thấy hiện sắc sáng trắng bệch nên lắc đầu đáp, trời sắp sáng rồi, chúng ta phải trở về khách điếm thôi. Kim Phi Hùng nói tiếp, chúng ta đi theo xa xa, cho dù trời sáng bọn họ cũng không cách nào nhận ra được. Cốc Chi Dương vân mình đứng dậy, không cần đâu, chỗ bọn chúng tọa lạc tại hạ đã biết rồi, đó là một tòa đạo viện huyền môn ở bên bờ sông. Kim Phi Hùng ban đầu muốn xem nơi trú ngụ của bọn họ, xong thấy Cốc Chi Dương nói như vậy, tự nhiên chàng cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Chàng nghĩ ngợi một chút, đoạn bảo y, ta phải cáo từ trước vì có chút chuyện riêng. Cốc Chi Dương cười lớn, tài hạ đã giao ước trước rồi, đến lúc này ai đi lo chuyện người ấy. Nói rồi thân hình y bay vọt lên không, rồi nhanh chóng lao đi mất dạng. Kim Phi Hùng ngửa mặt hít một hơi dài, trong lòng cảm thấy sảng khoái, lòng thầm nghĩ, cứ theo như bọn chúng nói thì ngôi cổ miếu này chỉ là nơi hạ lạc của môn nhân Trường Xuân Đảo. Xem ra người mạo danh ta tất phải là môn nhân của Trường Xuân Đảo. Chàng xoay đi nghĩ lại,
cũng không cách nào nghĩ ra một cách giải thích hợp lý được. Cũng chính ngay lúc này, ở phía bên bờ sông, có hai vị cô nương sánh vai nhau đi tới. Một cô nương áo hồng và một cô nương mặc áo trắng. Cô nương mặc y phục màu trắng chính là Kim Ngân Thi, muội muội của Kim Phi Hùng. Nàng đi lại phía Kim Phi Hùng, đoạn lên tiếng gọi. Ca ca, sao ra đây sớm quá vậy? Kim Phi Hùng kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Ánh mắt chàng nhìn đăm đăm vào cô nương mặc áo hồng. Chàng cảm thấy cô nương này rất quen thuộc nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Kim Ngân Thi vội vàng lên tiếng giới thiệu. Đây là Tô Ngọc Dung, sư tỷ của tiểu muội. Kim Phi Hùng vòng tay thi lễ. Thì ra là Tô cô nương. Tô Ngọc Dung mỉm cười, vội đáp lễ. Tiểu muội đã ngưỡng mộ đại danh của thanh y Tu La trên giang hồ đã lâu, nay mới hân hạnh được gặp. Kim Phi Hùng khiêm tốn đáp. Tại hạ thật chẳng có tài cán gì, cô nương quá khen đó thôi. Đoàn chàng quay sang nói với Kim Ngân Thi. Muội muội chẳng phải đã nói rằng sư phụ của mình là người trong cửa thiền môn hay sao? Kim Ngân Thi liền đáp. Không sai, sư phụ tiểu muội là người trong cửa Phật. Nhưng khi thu nhận đệ tử đều là tộc gia, ngay cả sư tử đây cũng là tộc gia đệ tử. Kim Phi Hùng thấy trời đã sáng, vội bảo. Chúng ta trở vào trong thành đi. Kim Ngân Thi lắc đầu. Ca ca ở nơi khách điếm, người đông hỗn tạp, chi bằng chúng ta hãy kiếm một hoa thuyền để lên đó nghỉ ngơi. Kim Phi Hùng lắc đầu lia lịa. Không được, nơi đó đâu phải là chỗ dành cho chúng ta. Kim Ngân Thi cười đáp. À, ta nhớ ra rồi. Chúng ta hãy đến hoa thuyền của Bạch Lãnh Thu cô nương. Kim Phi Hùng vội nói. Ta đã cho Bạch Nghĩa cùng với Tử Quyên hồi hương rồi. Kim Ngân Thi mỉm cười một cách bí mật. Hôm qua tiểu muội còn thấy hoa thuyền ở đó mà. Bọn họ chưa nhổ neo đi. Kim Phi Hùng vọt người lên, đưa mắt nhìn ra phía xa. Chẳng thấy hoa thuyền Kỷ Loa Xuân vẫn còn đậu dưới bến. Kim Ngân Thi cũng bật người lên nhìn về phía đó, đoạn nói. Tiểu muội nói chẳng sai phải không nào? Nói rồi nàng men theo bờ sông chạy thẳng đến chiếc hoa thuyền. Kim Phi Hùng cảm thấy phía trong thuyền có vẻ bí ẩn, không dễ lộ ra cho ngoại nhân biết, nên cũng định cất bước phóng theo. Đột nhiên có một hương thơm nhẹ nhẹ lọt vào mũi chàng. Trong lòng chàng chợt tỉnh ngộ, liền đứng tránh qua một bên để cho Tô Ngọc Dung chạy lên trước. Tô Ngọc Dung lẳng lặng chạy phía sau, thấy Kim Phi Hùng tránh ra nhường đường cho mình, bất giác mỉm cười đáp. Ờ, đa tạ. Kim Phi Hùng cảm thấy nụ cười của nàng tươi hơn hoa nở, nhan sắc tuyệt trần, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sao động trong lòng, hồn siêu phách lạc. Bất giác chàng ngước mắt nhìn Kim Ngân Thi, thấy nàng đã chạy ra ngoài mấy trượng, liền nói theo. Cô nương chẳng cần phải khách khí, chúng ta sẽ cùng chạy lên đó. Tô Ngọc Dung có ý khoe khoang nên nhẹ nhàng lướt mình tới trước. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã sánh vai với Kim Ngân Thi, làm cho Kim Phi Hùng bất giác phải ngây người ngạc nhiên. Bởi vì thân pháp của Tô Ngọc Dung là một loại công phu thượng thừa, so với Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp thì cũng tinh diệu không kém. Chàng biết rằng trong mình Tô Ngọc Dung tất có tuyệt kỹ võ công, nên trong lòng cũng cảm thấy vui sướng, vội đuổi theo hai người. Muội muội, có lẽ Bạch Nghĩa đã bán con thuyền này rồi đó. Kim Ngân Thi mỉm cười. Chắc không có chuyện đó, bởi vì lão đâu dám to gan như vậy. Lúc này, ba người đã đến sát bên hoa thuyền Kỷ La Xuân. Kim Ngân Thi khoa chân, nhẹ nhàng phóng lên trên thuyền. Tô Ngọc Dung đi ngang hàng với Kim Ngân Thi, nên cũng vọt lên hoa thuyền, hầu như cùng một lúc với Kim Ngân Thi. Kim Phi Hùng thấy cách bờ thuyền chưa quá một trượng, cũng nhẹ nhàng theo hai người lao nhanh lên thuyền. Tử Quyên từ bên trong bước ra, thấy vậy chợt reo lên hớn hở. Tiểu thư! Kim Ngân Thi trừng mắt liếc nàng, đoạn cười nói. Ngươi nhìn lầm rồi, ta đâu phải là tiểu thư của ngươi, mà là Kim Ngân Thi, muội muội của Kim Công Tử. Tử Quyên mỉm cười có vẻ bí mật. À, hóa ra là Kim Cô Nương. Kim Phi Hùng chợt hỏi. Bạch Nghĩa đâu? Tại sao các ngươi còn chưa hồi hương? Chợt thấy Bạch Nghĩa từ phía trong chậm chạp bước ra. Tiểu thư chưa trở về, làm sao chúng ta dám hồi hương? Kim Phi Hùng nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Trước mắt ta còn có nhiều việc phải làm. Mùa xuân năm sau, ta nhất định đi ra biển để tìm tiểu thư các người. Bạch Nghĩa bỗng cất tiếng than. Tất cả mọi chuyện đều ký thác nơi công tử. Chỉ đáng thương là chủ nhân của chúng tôi chỉ có một mình tiểu thư. Nếu như nàng có mệnh hệ gì... Kim Phi Hùng tiến vào trong khoang, ngồi xuống rồi đáp. Tiểu thư các người đâu phải là thứ đá dễ vỡ. Người cứ yên tâm là được. Bạch Nghĩa ngước mặt nhìn Kim Ngân Thi, đoàn từ từ thối lui. Kim Phi Hùng ngồi xuống được một lát, đoàn đứng dậy nói. Muội muội và Tô cô nương tạm thời nghỉ lại ở đây nhé, ta phải trở về khách điếm. Kim Ngân Thi lắc đầu bảo, không được, ca ca không thể bỏ đi vào lúc này được.
Kim Phi Hùng hỏi lại, tại sao ta lại không thể đi được? Kim Ngân Thi liền đáp, cả đêm qua ca ca không ngủ, vạn nhất có xảy ra cớ sự gì thì chẳng phải là thiệt thòi lắm sao? Chỉ bằng ca ca cứ nghỉ lại đây một chút, đợi khi trời tối rồi hãy đi. Kim Phi Hùng bật cười, đối với người luyện võ, mất ngủ một hai đêm nào có thấm tháp gì. Kim Ngân Thi bảo chàng, đó chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Còn như hôm nay, ca ca không có chuyện gì cấp bách, cớ sao phải tự làm khổ mình như vậy. Kim Phi Hùng thấy nàng nói quá, nên đành phải miễn cưỡng đi ra đằng sau đuôi thuyền nằm nghỉ. Kim Ngân Thi và Tô Ngọc Dung đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, sau đó lên tiếng dặn dò Tử Quyên. Ngươi cứ hầu hạ chàng, khi chàng tỉnh dậy có hỏi, thì ngươi nói chúng ta đã trở về rồi. Dặn dò xong, hai người cùng phóng lên bờ biến đi mất dạng. Khi mà Kim Phi Hùng tỉnh dậy, trời đã quá trưa. Tử Quyên bưng nước hầu hạ chàng, nàng chợt cười hì hì rồi lên tiếng. Mời công tử ra ngoài khoang dùng cơm. Kim Phi Hùng cất tiếng hỏi, nhị vị cô nương kia đâu rồi? Tử Quyên mỉm cười đáp, họ đã đi từ lâu rồi. Kim Phi Hùng vội hỏi tiếp, họ có quay về đây không? Tử Quyên khẽ gật đầu, chợt thấy sắc mặt Kim Phi Hùng không vui. Bọn họ có nói là đi đến nơi nào không? Tử Quyên khẽ lắc đầu, bọn họ không hề nói cho tiểu tỷ biết. Kim Phi Hùng bước lẹ ra ngoài khoang thuyền, thật là láo xược, tại sao không lưu lại địa chỉ hả? Tử Quyên chợt quay mặt đi, mỉm cười một mình. Kim cô nương đâu còn bé bỏng nữa, lẽ nào công tử lại sợ người ta bắt mất nàng sao? Kim Phi Hùng trợn mắt đáp, ngươi biết cái gì? Gần đây trên giang hồ phong ba xảy ra liên tiếp, cớ sự cực kỳ rối rắm, nếu như có chuyện gì thì biết tìm nàng ở đâu. Tử Quyên lại nói, chuyện trên chốn giang hồ tất nhiên tiểu tỷ chẳng biết gì, nhưng mà Kim cô nương có võ công trong người thì làm sao lại để cho người ta bức hiếp được. Kim Phi Hùng thở dài, chàng là người có nhiều tình cảm, Kim Ngân Thi là bảo muội duy nhất của chàng, huynh muội tình thâm làm sao không khiến chàng lo lắng. Chàng lúng túng xoa tay dậm chân, trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng dặn dò Tử Quyên, nếu như nàng có quay lại trên thuyền thì hãy bảo nàng đến khách điếm tìm ta, ta không thể để cho nàng rời xa ta nữa. Tử Quyên cười thầm trong bụng, thấy chàng hết sức lo lắng, bèn cất tiếng bảo chàng, nếu như Kim cô nương có lại đây, tiểu tỷ nhất định sẽ thông báo lại cho người. Kim Phi Hùng đứng dậy, ta phải trở về khách điếm, ngươi nhớ nói với Bạch Nghĩa, hãy mau mau trở về quê hương cho sớm. Tử Quyên lắc đầu, chúng tôi nhất quyết không hồi hương, cứ ở đây đợi cho đến khi nào tiểu thư trở về. Kim Phi Hùng nói, mấy ngày gần đây ta có rất nhiều việc phải làm, không thể đi ra ngoài biển được. Mà nếu như ta không ra được Trần Xuân Đảo thì nàng cũng không cách nào trở về đây với các ngươi được. Tử Quyên thở dài nói, nghe nói trên giang hồ có nhiều kẻ oán ghét công tử lắm, có phải không? Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc, ngươi nghe ai nói những việc này? Tử Quyên đáp ngay, đó là Tô cô nương nói. Tử Quyên vốn còn ít tuổi, tính tình lại thật thà, miệng không giấu được chuyện gì cả. Chỉ vì nàng rất ngưỡng mộ kính phục chàng nên mới buột miệng nói cho chàng nghe như vậy. Kim Phi Hùng thoáng đăm chiêu tư lự, trên dòng sông Tần Hoài này vốn là chỗ nam nhân đến vui vẻ hoan lạc. Tô Ngọc Dung và muội muội của chàng đều là hạng nữ lưu, tại sao lại đặt bước lên đây? Thế là chàng lên tiếng hỏi, Tô cô nương thường hay đến du thuyền của các ngươi phải không? Tử Quyên lúc nãy vô tình buột miệng nói ra, chợt nghĩ lại thấy mình đã lỡ lời, liền trước mắt mỉm cười nói, công tử lầm rồi, Tô cô nương đâu có quen biết tiểu thư chúng tôi, nàng cũng như công tử vậy, bởi vì hâm mộ danh tánh mà đến đó thôi. Sau vì tiểu thư nhà chúng tôi thất tung, thuyền chúng tôi cũng không tiếp khách nữa, trên thuyền tương đối tĩnh lặng, nàng mới thường ghé thăm. Kim Phi Hùng bất quá chỉ là hỏi thăm cho có chuyện mà thôi, thấy nàng trả lời cũng có lý nên cũng không hỏi thêm nữa. Chàng quay người đi ra ngoài khoang thuyền, đoạn bay vọt lên bờ. Lúc trở về khách điếm thì trời đã gần tối, đây đó ánh đèn đã sáng. Tiểu nhị đi vào phòng thắp đèn, đoàn cất tiếng hỏi chàng, suốt cả ngày hôm nay công tử đi đâu mà nhiều người đến hỏi thăm công tử đó? Kim Phi Hùng liền hỏi, bọn họ đi rồi sao? Tiểu nhị lại nói, những người này thật là quái dị, chỉ hỏi một tiếng rồi bỏ đi luôn, không một người nào chịu để lại danh thiếp tên họ gì cả. Kim Phi Hùng cười bảo, đừng để ý đến bọn họ làm gì, chẳng có việc gì xảy ra đâu. Tiểu nhị liền ứng tiếng thối lui đi qua phòng khác.
Kim Phi Hùng biết những kẻ đến hỏi thăm tất nhiên là người của Bách Kiếm Minh. Chàng kín đáo liếc qua nhìn phía đông khoa viện, thấy tấm mảnh trúc vẫn buông kín, không có ánh đèn, dường như Cốc Chi Dương vẫn chưa về, bất giác thầm nghĩ. Người này đã nắm rõ tình thế của Võ Lâm Trung Nguyên, có lẽ y là người của Thái Dương Cốc. Chàng lại chợt liên tưởng đến lão già Cổ Trường Khanh tự xưng là minh chủ của Bách Kiếm Minh. Lão này không mấy nổi danh trên giang hồ, nay được chọn làm minh chủ nhất định phải có lý do của nó. Điều khiến cho chàng khó hiểu là người này có uy lực rất lớn, ngay cả việc uy tín hơn cả phái Võ Đăng thật cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Từ cuộc đối thoại tối ngày hôm qua mà chàng đã nghe thấy được, thấy lão phân định cực kỳ rõ ràng. Chỉ trừ có phái Võ Đăng là thù hận chàng về cái chết của Quyền Kiếm Song Tuyệt, còn các môn phái khác chỉ vì muốn kháng cự hai thế lực của Trường Xuân Đảo và Thái Dương Cốc. Còn mình thì không phải là người của Thái Dương Cốc, thì hãy nói rõ cho bọn họ biết để tránh rơi vào thế lưỡng bại câu thương không cần thiết. Kim Phi Hùng cũng hết sức bất mãn với các hành vi của hai phái Trường Xuân Đảo và Thái Dương Cốc đã làm 30 năm về trước, lúc họ cùng đi vào Trung Nguyên, cho nên chàng nhất quyết đến gặp Cổ Trường Khanh. Nghĩ vậy, chàng lập tức rời khỏi khách điếm, nhắm hướng đạo viện của Cốc Chi Dương đã nói, triển khai khinh công bay tới. Minh đàn mà Cổ Trường Khanh dựng lên quả nhiên ở gần sát bờ sông, nơi đó có một đạo tràng quy mô vừa phải. Chàng đến cách đạo viện 2-3 dặm đã phát hiện ra những ám tiêu bố trí dày đặc. Nếu như với võ công của chàng lúc này thì chỉ cần triển khai quỷ ảnh thiên biến thân pháp thì dễ dàng vượt qua mà không kẻ nào có thể phát hiện ra được. Nhưng chàng không làm như vậy mà cứ đàng hoàng đi về phía chính môn theo đường quan lộ. Thình lình bên đường vọng tới tiếng quát lớn: "Kẻ nào dám cả gan đến đây?" Bóng người nhẹ nhàng bước tới, hai võ sĩ huyền môn mình mặc kình trang bước tới trước mặt chàng. Kim Phi Hùng chợt dừng bước, miệng thốt ra mấy tiếng: "Thanh Y Tu La." Thanh âm của chàng phát ra không lớn, song lại cực kỳ lạnh lẽo, khiến cho đối phương nghe thấy cũng phải dùng mình lạnh gáy. Hai tên võ sĩ huyền môn tựa như bị ai đẩy mạnh một cái, thân hình bất giác rung lên, đoàn sợ hãi thúi lui ra sau 2-3 bước. Kim Phi Hùng từ tốn nói: "Các ngươi hãy thông báo với Cổ trang chủ một tiếng, có tài hạ là Thanh Y Tu La đến tương kiến." Hai gã võ sĩ huyền môn lúc này mới định thần lại, vội vàng lấy từ trong người ra một vật ném vút lên không trung. Vù một tiếng, bùng, một vật tròn lao vọt lên không, hóa thành một cầu lửa sáng xanh kèm theo một tiếng nổ nhỏ. Kim Phi Hùng biết gã đang phát tín hiệu, vội nói: "Ta không có thời giờ để đợi lâu, các người đã phát tín hiệu coi như là đã xong phận sự rồi." Không đợi cho hai tên võ sĩ huyền môn kịp trả lời, chàng đã cất bước tiến vào. Hai tên võ sĩ huyền môn nọ biết mình không thể ngăn nổi, liền lập tức tránh qua một bên nhường đường cho chàng đi. Kim Phi Hùng đi qua 5-6 cọc kim tiêu đều có tín hiệu phát ra, nhưng không một nơi nào ngăn trở chàng. Cho đến lúc còn cách đạo viện 3 bước, đột nhiên có một người bay về phía chàng, thân hình nhỏ bé, vẫn y phục xanh, lưng đeo trường kiếm, nhìn kỹ hóa ra là một tiểu đồng, y đứng phía trước hét lớn: "Khách đến xin thông báo danh trước đã." Kim Phi Hùng từ từ lên tiếng: "Thanh Y Tu La." Tiểu đồng thoáng biến sắc mặt: "Xin hỏi đến đây có chuyện gì?" Kim Phi Hùng mỉm cười: "Gặp Cổ trang chủ có chuyện cần thương lượng." Tiểu đồng chợt lộ vẻ nghi hoặc, chần chừ một lát rồi nói: "Mời tôn khách đi theo." Đoàn y dẫn Kim Phi Hùng vào trong đại điện, bỗng nghe một tràng cười vang dội truyền đến bên tai. Cổ Trường Khanh từ phía trong bước ra, vòng tay cười lớn: "Không biết đại giá giáng lâm có điều gì chỉ giáo?" Kim Phi Hùng vòng tay ôm quyền đáp lễ: "Tại hạ có vài việc nhỏ cần thỉnh giáo tôn giá." Cổ Trường Khanh cười hà hà: "Được lắm, được lắm, xin mời vào trong rồi hãy nói chuyện sau." Đoàn lão dẫn Kim Phi Hùng vào trong phòng, rồi sai tiểu đồng bưng lên một bình trà thơm bốc hương nghi ngút. Kim Phi Hùng lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Tôn giá đã lập ra Bách Kiếm Trì mình dựa trên tôn chỉ nào?" Cổ Trường Khanh gật gù, đoàn chậm rãi nói: "Chỉ có một tôn chỉ duy nhất là Hành Dương Võ Học Trung Nguyên." Kim Phi Hùng lại hỏi: "Còn chuyện đối phó với Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo?" Mặt Cổ Trường Khanh hơi biến sắc: "Nói như vậy cũng có thể được." Kim Phi Hùng hỏi tiếp: "Tôn giá biết là thế lực của hai phái đó đã xâm nhập vào Trung Nguyên?" Cổ Trường Khanh thâm trầm, cơ trí hơn người, vui buồn hờn giận không lộ ra ngoài mặt. Tuy cảm thấy câu hỏi của Kim Phi Hùng thật là đường đột, lại không rõ dụng ý của chàng ra sao, nhưng vẫn bình thản ôn tồn đáp: "Không sai, lão phu biết chắc là hai phái đã xâm nhập vào Trung Nguyên." Kim Phi Hùng nâng chén trà lên uống cạn, rồi từ từ nói:
Tôn Giá đã là minh chủ, tự nhiên đã có cách ứng phó từ lâu rồi chứ? Cổ Trường Khanh khẽ hừ lên một tiếng, đoạn mỉm cười nói: Lão Phu thường nghe người ta nói, binh đến thì phải chống lại, nước đến thì đất phải ụp xuống. Kim Phi Hùng cười lớn: Việc chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cổ Trường Khanh nghiêm mặt: Trừ phi bọn họ phải thay đổi tôn chỉ, không được tàn sát các nhân vật võ lâm Trung Nguyên nữa. Kim Phi Hùng liền đổi vấn đề: Tài hạ đã rõ tôn chỉ của Bách Kiếm Minh rồi, chẳng qua là tài hạ muốn hỏi thử đó thôi. Còn như tài hạ, chắc cũng liệt vào hạng người mà quý minh chủ phải đối phó đúng không? Cổ Trường Khanh cười lớn: Cái này thì các hạ phải tự hỏi mình mới phải. Nếu như các hạ là người của Thái Dương Cốc đến đây để phu trương thanh thế, thì điều này cũng thật là khó mà nói. Kim Phi Hùng lên tiếng: Trừ chuyện này ra. Cổ Trường Khanh thoáng động tâm nói: Nếu như chỉ là ân oán cá nhân thì Bách Kiếm Minh không muốn đa sự. Giả như chuyện của Quyền Kiếm Song Tuyệt thì đó là chuyện của phái võ đàng, chứ không hề liên can đến Bách Kiếm Minh. Kim Phi Hùng lập tức đứng dậy: Tốt lắm, câu chuyện giữa chúng ta từ đây coi như chấm dứt. Sau này không ai chạm đến chuyện của người khác, ai lo phận ấy. Cổ Trường Khanh chậm chạp lên tiếng: Hãy khoan, Lão Phu còn có việc muốn thỉnh giáo Kim Đại Hiệp. Kim Phi Hùng liền bảo: Phải chăng là chuyện tối hôm qua? Cổ Trường Khanh gật đầu: Lão Phu hy vọng Kim Đại Hiệp có thể giải thích sơ qua về chuyện này. Mặt Kim Phi Hùng thoáng hiện vẻ phẫn nộ: Đó không phải là tại hạ. Tại hạ đang âm thầm truy tầm kẻ mạo nhận danh hiệu của tại hạ. Cổ Trường Khanh có kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú, đã gặp rất nhiều người. Vừa nhìn nét mặt của chàng đã biết không hề nói dối, song lão vẫn giả bộ kêu lên thất thanh: Lại có chuyện đó nữa hay sao? Kim Phi Hùng gật đầu: Tại hạ sở dĩ phải thân hành đến đây gặp cổ trang chủ cũng chính vì chuyện này. Tại hạ tuyệt nhiên không hề sợ Bách Kiếm Minh đối phó với mình, nhưng mà để tránh cho quý môn hội đừng trúng vào âm mưu giá họa của kẻ khác mà làm sai đi tôn chỉ của mình. Cổ Trường Khanh gật đầu: Chí phải, chí phải. Nhưng mà Lão Phu còn có một chuyện muốn hỏi, không biết Kim Đại Hiệp có vui lòng không? Chàng liếc mắt nhìn lão rồi đáp: Trang chủ có gì cứ nói, nếu như có chuyện gì vô cùng khó nói thì sau này tài hạ có thể trả lời sau. Cổ Trường Khanh nhẹ buông tiếng thở dài: Để tránh bằng hữu trong Bách Kiếm Minh có sự hiểu lầm, nên mong Kim Đại Hiệp tiết lộ về sư môn được không? Kim Phi Hùng lắc đầu: Chuyện này thì tài hạ không thể đáp ứng được, bởi vì gia phụ bị kẻ thù sát hại, nếu như để lộ ra khiến cho việc tìm kiếm kẻ thù gặp nhiều trở ngại. Cổ Trường Khanh hết sức thất vọng: Nếu là như thế thì Lão Phu không gượng ép Đại Hiệp. Lão dừng lại một lát rồi lại nói tiếp: Lão Phu đã lăn lộn trên giang hồ lâu hơn Kim Huynh mười mấy năm, nên quen biết rất nhiều người. Nếu như có điều gì cần đến thì Lão Phu sẽ giúp Đại Hiệp. Kim Phi Hùng biết lão có ý kéo mình vào cuộc, vội nói: Thịnh tình của trang chủ, tại hạ xin bái tạ. Nếu như sau này có việc sẽ đến làm phiền trang chủ một chút. Cổ Trường Khanh cười ha hả: Hay lắm, hay lắm. Nếu như Kim Huynh không ngại thì cứ việc đến đây, bản nhân sẽ tận lực. Người này tướng mạo trung hậu, nhiệt tình đối đãi với người. Từ lúc Kim Phi Hùng hành tẩu giang hồ đến nay toàn gặp chuyện không may và những loại người bại hoại, bất giác nảy sinh hào cảm với người này nên lại nói: Trang chủ là người trung hậu, tài hạ xin lãnh hảo ý của người. Nhưng mà tài hạ xin nói rõ, tài hạ không phải là địch thủ của võ lâm Trung Nguyên. Cổ Trường Khanh lên tiếng: Lão Phu tin tưởng tuyệt đối lời của Kim Đại Hiệp. Kim Phi Hùng liếc mắt nhìn lão: Tài hạ còn có câu chuyện này muốn thổ lộ với trang chủ. Trường Xuân Đảo đã có người xâm nhập vào Trung Nguyên, tài hạ đã tiếp được thiếp mời của Trường Xuân Đảo. Cổ Trường Khanh thoáng mỉm cười, đoạn gật đầu: Kim Đại Hiệp đã có thành tâm như vậy thì Lão Phu không giấu gì Đại Hiệp. Công tử áo gấm ở cùng chung với khách điếm với Kim Đại Hiệp chính là môn hạ của Thái Dương Cốc. Kim Phi Hùng nói: Hắn tên là Cốc Chi Dương, võ công cũng không thua gì tại hạ. Tại hạ cũng hoài nghi y là người của Thái Dương Cốc. Cổ Trường Khanh trầm ngâm một lát rồi nói: Cái tên Cốc Chi Dương thì chẳng khác nào đã tự tố cáo hắn là người của Thái Dương Cốc. Người này đã khiến cho Lão Phu hoài nghi từ lâu. Kim Phi Hùng chợt hiểu, chàng thầm nghĩ: Người này có thể thi triển quỷ ảnh thiên biến thân pháp, quả nhiên y là người của Thái Dương Cốc. Cổ Trường Khanh thấy chàng trầm ngâm không đáp, lại nói tiếp: Nếu như Kim Đại Hiệp không có chuyện gì gấp thì hãy lưu lại đây vài khắc, để Lão Phu giới thiệu với mấy vị bằng hữu. Kim Phi Hùng vội đáp: Không cần đâu,
tài hạ đến đây không hề có ý nhờ trợ thủ, tài hạ sẽ đơn thân độc mã đến với Trường Xuân Đảo. Cổ Trường Khanh cất tiếng cười lớn, quý thay, cứ như đại hiệp nói thì Võ Lâm Trung Nguyên đã bớt được một mối lo. Kim Phi Hùng vòng tay hơi cúi mình xuống nói lớn, trời đã trễ rồi, tài hạ xin được cáo từ. Cổ Trường Khanh cười mãn nguyện, lão phu vô cùng bội phục Kim đại hiệp, nhưng đại hiệp yên lòng, trong cuộc giao đấu với Trường Xuân Đảo đại hiệp sẽ không cô đơn đâu. Kim Phi Hùng cười lên một tràng dài rồi sải bước đi ra khỏi đại điện. Chàng cũng cực kỳ hài lòng về việc mình đã làm. Đây chẳng phải vì chàng bớt đi mối họa địch với Bách Kiếm Minh, mà do chàng đã quen được một nhân vật như là Cổ Trường Khanh. Cổ Trường Khanh văn hoa nho nhã, giao du rộng rãi, đúng sai phân minh, nhất định sẽ có cách giúp chàng báo thù. Kim Phi Hùng vượt qua một đoạn bờ sông, đang định thi triển khinh công để mau chóng trở về trong thành. Đột nhiên phía sau lưng chàng có một vị đạo trưởng tóc dài đang đi tới. Đó là Lăng Hư Tử của phái Võ Đăng. Theo sau còn có khoái kiếm thủ Chu Lương, Đại Minh Thiền Sư, Truy Hồn Tiêu Tẩn Trọng, tất cả khoảng 6 cao thủ. Kim Phi Hùng chợt dừng bước, lạnh lùng liếc nhìn họ, đoàn cất tiếng cười lạnh lẽo ghê hồn. Lăng Hư Tử trầm sắc mặt, hừ lên một tiếng. Võ Đăng không có thủ oán gì với ngươi, tại sao ngươi lại nỡ hạ độc thủ với môn hạ của ta? Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp lại, phải chăng ngươi muốn nói đến chuyện quyền kiếm song tuyệt? Lăng Hư Tử giận dữ, há chỉ có việc Tăng Vân Hạc, hôm nay lại có thêm 3 môn hạ bị giết chết dưới lưỡi kiếm của ngươi, làm sao chúng ta có thể bỏ qua được? Kim Phi Hùng kinh ngạc, lại có thêm chuyện đó nữa sao? Lăng Hư Tử hừ lên một tiếng, đại trưởng phu dám làm dám nhận, ngươi đã dám làm thì tại sao lại không dám thừa nhận? Kim Phi Hùng vốn tính lạnh lùng ngạo mạn vô cùng, từ lúc gặp Bạch Lãnh Thu tính tình chàng đã thay đổi rất nhiều, nay bị Lăng Hư Tử bức bách, bất giác làm cho tính cuồng ngạo lại nổi lên, bèn ngẩng mặt cười lên một tiếng rồi đáp, tài hạ vốn lười biếng không thích nói lời thôi, vậy thì các ngươi cứ như lấy món nợ đó dùm ta. Lăng Hư Tử miệng niệm vô lượng thọ Phật, đoạn bảo chàng, bần đạo lâu nay không muốn động thủ sát sinh, hy vọng thí chủ nghe lời khuyên của bần đạo, cùng với bần đạo đi gặp trưởng giáo của bản phái ở Võ Đăng Sơn, người xuất gia sẽ lấy lòng từ bi mà tha chết, xóa tội cho thí chủ. Kim Phi Hùng chợt cười lớn, Lăng Hư Tử, ngươi thật quá xem thường Kim Mỗ rồi đó. Nếu như ta là Thanh Y Tu La 3 tháng trước đây, thì e rằng tối nay đã có một trận lưu huyết, và các ngươi cũng đừng mong sống sót. Khoái kiếm thủ Chu Lương là kẻ có tính cực kỳ nóng nảy, nghe vậy bèn trợn mắt gầm lên một tiếng, ngươi thật là phách lối. Kim Phi Hùng lạnh lùng nói tiếp, các ngươi muốn động thủ hay sao? Ta nói thật, các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Hãy bảo với quý trưởng môn nhân, 1 tháng sau sẽ phân thắng bại dưới chân núi Trùng Sơn. Lăng Hư Tử cảm thấy rúng động. Lão ta đã vào tuổi thất tuần, song những chuyện quá khứ lão vẫn còn nhớ như in trong ký ức. 30 năm trước đây, đại sư Huệ Không, trưởng môn phái Thiếu Lâm, cũng đã từng ước đấu như vậy mà mất mạng dưới tay cao thủ của Thái Dương Cốc. Thiếu niên này còn quá nhỏ tuổi mà đã được liệt vào hàng tứ đại ma tôn, rất có thể là được truyền thụ võ công đặc dị của Thái Dương Cốc. Nghĩ đến đây, bất giác lão dùng mình ớn lạnh. Khoái kiếm thủ Chu Lương ỷ có sư bá mình ở bên cạnh nên mặt lẩm bẩm giận dữ, gầm lên như sấm. Cổ tay lão thoáng động, trường kiếm sau lưng phóng ra muôn đóa hoa kiếm chém vào cánh tay của Kim Phi Hùng. Trên giang hồ đặt cho y cái biệt hiệu là khoái kiếm thủ, cho nên chiêu thức y phát ra lẹ hơn điện xẹt. Nào ngờ trường kiếm vừa phóng ra, chợt có một luồng kinh lực vô hình hết sức mãnh liệt, cùng với một lực đạo mạnh kinh hồn ào ạt tràn tới. Đồng thời trường kiếm trên tay y cũng không sao đâm tới được, như bị một gòng kìm thép kẹp chặt, làm cho lưỡi kiếm không sao nhích động. Thân hình khoái kiếm Chu Lương bị luồng lực đạo dội lại, khiến y lập tức thối lui gần chục bước mà thân hình vẫn lảo đảo, không sao đứng vững lại được. Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt. Lúc hắn vung kiếm lên, Lăng Hư Tử biết là cực kỳ nguy hiểm, nhưng không sao ngăn cản kịp, chỉ biết dậm chân thở dài, vội đưa tay ra đỡ y cho khỏi bị té ngã. Chu Lương nhỏ ra một búng máu tươi, giọng y thều thào ngắt quãng, sư bá, đệ tử. Lăng Hư Tử vội giơ tay điểm vào mấy huyệt đạo của y, rồi trầm giọng nói, không được nói nữa. Kim Phi Hùng vừa mới xuất thủ một chiêu đã đoạt được binh khí của đối phương, lại còn dùng thần công làm chấn thương nội tạng của y, trong lòng chàng cũng thầm kinh ngạc, không ngờ công phu của mình lại tiến bộ đến mức đó. Thuận tay chàng phóng thanh kiếm ra xa, trường kiếm tựa như mũi tên cắm phập vào cây bạch dương cách đó mấy chục trượng. Đoàn chàng cao giọng nói, tài hạ không muốn sát thương người lúc này, hãy thông báo với quý trưởng môn nhân
chớ nên quên lời hẹn ước đấu một tháng sau. Lúc này, sắc mặt của Lăng Hư Tử trông rất khó coi, là muốn ra tay giao chiến với chàng một trận. Nhưng lão biết võ công của mình dù có cao hơn Chu Lương rất nhiều, nhưng cũng không phải là địch thủ của đối phương. Lão đã luyện võ mấy chục năm nay, nên thoáng nhìn qua trường lực của đối phương gần giống như cương khí của đạo gia, hay là công phu Phật môn Ban Nhược Thần Công. Nếu không, tại sao lại có sức phản chấn rồi lại ghê gớm như vậy? Nhìn theo bóng hình của Kim Phi Hùng dần dần khuất trong màn đêm, bất giác Lăng Hư Tử buông tiếng thở dài. Tần Hiền Chí, hãy cống Bích Trần trở về. Truy Hồn Tiêu Tần Trọng đang thầm thủ sẵn ba ngọn Truy Hồn Tiêu trong tay, định xuất kỳ bất ý ném ra, nhưng không hiểu vì sao y lại không đủ can đảm xuất thủ. Đến khi Lăng Hư Tử lên tiếng gọi y, y mới quay lại chạy đến trước mặt Chu Lương, đoạn lên tiếng hỏi: Sơ huynh, thương thế huynh ra sao rồi? Lăng Hư Tử khoát tay nói: Không cần hỏi, cứ cõng sư huynh ngươi là được rồi. Chợt nghe trong bóng tối có một thanh âm vang lên: Không được di động y. Tần Trọng ngẩn người kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Phụng Lăng Trang Chủ chắp hai tay sau lưng, từ phía sau chậm chậm bước tới. Lăng Hư Tử chợt cau mày: Chẳng hay Trang Chủ có điều gì chỉ giáo? Cổ Trường Khanh tử tốn đáp: Bích Trần đạo nhân bị chấn thương nên phủ tạng đã bị chuyển vị, lúc này không thể di động được, nếu chỉ cần động đậy thì lập tức trở thành phế nhân. Lăng Hư Tử bất giác nóng mặt: Bần đạo đã phong bế huyệt đạo của y rồi. Cổ Trường Khanh cúi người đưa bàn tay áp vào mạch môn của Bích Trần đạo nhân, chợt lắng nghiêm giọng: Lão phu tuyệt nhiên không nói láo, thương thế của đạo huynh không nhẹ chút nào. Lăng Hư Tử cũng biết thương thế của Bích Trần hết sức trầm trọng, tự biết mình không thể trị thương được nên cất tiếng than thở: Bần đạo cũng biết thương thế của y không nhẹ, trước mắt chỉ tạm thời làm cho vết thương không phát tác thêm, rồi sẽ phái người trở về Tung Sơn cầu lấy bát đảo hồi xuân tán của Thiếu Lâm để trị thương. Cổ Trường Khanh lắc đầu: Làm vậy e rằng sẽ không kịp, chi bằng hãy để cho lão phu xem thử. Trong bụng Lăng Hư Tử tuy không muốn, nhưng người ta đã có hảo ý, lão cũng không tiện ngăn trở nên khẽ cúi đầu đáp: Phiền Trang Chủ giúp cho một tay, xin bái tạ. Cổ Trường Khanh mỉm cười: Cùng là võ lâm đồng đạo với nhau, chỉ có chuyện nhỏ chẳng sao đâu, cần gì phải khách khí cảm tạ như vậy. Rồi lão tiến lại ngồi xếp bằng sau lưng Chu Lương, nhẹ nhàng đặt tay lên huyệt mệnh môn, đoàn từ từ lấy chân khí của mình truyền vào người y, giúp y vận khí hành công điều hòa hơi thở. Đại Minh Thiền Sư và Truy Hồn Tiêu Tần Trọng đều là những tay đại hành gia, thấy Cổ Trường Khanh tiêu hao chân nguyên của mình để trị thương cho Chu Lương, trong lòng cực kỳ cảm kích, vội dứt binh khí chia làm hai hướng, ngưng thần giới bị hộ pháp cho hai người. Cổ Trường Khanh vận công trị thương cho khoái kiếm Chu Lương hơn một giờ đồng hồ mới ngừng tay, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đoàn thu trưởng về, đứng dậy cười bảo: Thật là may mắn, thương thế của Bích Trần đạo nhân đã vô sự, chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Lúc này Chu Lương mới từ từ mở mắt ra, vặn người định đứng dậy, nhưng Cổ Trường Khanh vội cản lại: Đạo huynh tạm thời chớ nên cử động, cứ ngồi im nghỉ ngơi một lát đã. Chu Lương khẽ gật đầu: Đại ân cứu mạng của Trang Chủ, kẻ này sẽ đến bái tạ sau. Cổ Trường Khanh cười lên sảng khoái: Chuyện nhỏ chớ nên để tâm làm chi. Lăng Hư Tử chợt hỏi: Vừa rồi Trang Chủ ngẫu nhiên đi qua đây, hay là có dụng ý nào khác? Cổ Trường Khanh vội đáp: Lão phu tình cờ đi ngang qua đây thôi, vừa đúng lúc gặp quý phái tranh đấu với Thanh Y Tu La. Lăng Hư Tử buông tiếng thở dài: Bần đạo bất tài, đành phải nuốt hận để cho ma đầu đó ung dung bỏ đi. Cổ Trường Khanh liền nói: Đạo trưởng đừng nên quá khiêm nhường như thế, võ công của Thanh Y Tu La cực kỳ bá đạo, nhưng làm sao địch nổi thần công của người. Lăng Hư Tử chợt cảm thấy nóng mặt, thoáng biến sắc: Trang chủ chẳng lẽ muốn làm nhục lão sao? Cổ Trường Khanh lắc đầu lia lịa: Đạo trưởng không nên hiểu lầm, lời của lão phu thực tình mà. Lăng Hư Tử buồn bã đáp: Trang chủ chắc chưa thấy người này xuất thủ, công lực của y quả thực cao hơn bản đạo rất nhiều. Cổ Trường Khanh giả bộ kêu lên thất kinh: Quả thật như vậy sao? Lăng Hư Tử thở dài một tiếng: Nếu như bần đạo là đối thủ của y, thì bần đạo đâu để cho y bỏ đi một cách dễ dàng như vậy được. Cổ Trường Khanh lại hỏi: Đạo trưởng có nhận ra lộ số võ công của y không? Lăng Hư Tử lắc đầu: Vừa rồi y xuất chiêu cực kỳ nhanh, bần đạo không thể nào nhìn kịp lối xuất thủ của y. Cổ Trường Khanh gật đầu: Võ công của Thái Dương Cốc có tốc độ phát chiêu nhanh vô tưởng,
xem ra Thanh Y Tu La đã được cao thủ của Thái Dương Cốc truyền thụ võ công. Giọng Lăng Hư tự buồn rầu. Võ Lâm sắp có tài kiếp lớn lao, mọi việc tồn vong của Võ Lâm Trung Nguyên đều kỳ vọng nơi trang chủ. Cổ Trường Khanh vội đáp, đạo trưởng quá khen đó thôi, Phụng Lăng Trang bất quá chỉ là một tiểu bang tiểu phái mà thôi, đâu dám nhận trọng trách lớn lao như vậy. Lăng Hư Tử bỗng nghiêm sắc mặt, bần đạo không bao giờ quá lời, hiện nay Võ Lâm Trung Nguyên hiếm có ai có tài năng sánh với trang chủ được, sự tình đã nghiêm trọng, lẽ nào trang chủ lại nỡ chối từ. Cổ Trường Khanh buông tiếng thở dài, Võ Lâm đã xem trọng cổ mẫu như thế, thật khiến cho cổ mẫu lo lắng không yên. Sự đã đến nước này thì tệ trước không hề khách khí nữa, sẽ tận tâm chu toàn đại sự. Lăng Hư Tử lại lên tiếng, Thanh Y Tu La đã ước định với trưởng môn nhân của tệ phái quyết đấu một trận sinh tử dưới núi Trung Sơn vào tháng sau. Đây là trận đấu sinh tử tồn vong của phái Võ Đăng. Bần đạo phải cấp tốc trở về Võ Đăng Sơn gặp trưởng môn để bẩm báo lại tất cả mọi chuyện. Cổ Trường Khanh trầm tư một lát rồi từ từ lên tiếng, cứ theo như tệ trước thấy, Thanh Y Tu La hình như không phải là cao thủ thật sự của Thái Dương Cốc, chúng ta cũng không nên bức bách y thái quá. Lăng Hư Tử chợt trầm sắc mặt, Võ Đăng và Thanh Y Tu La có mối thù bất cộng đới thiền, cho dù không phải là người của Thái Dương Cốc đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt. Cổ Trường Khanh biết mối thù của Võ Đăng và Kim Phi Hùng hết sức sâu sắc, cho dù có khuyên giải nhiều lời cũng phí công vô ích, nên lão vòng tay từ biệt. Đêm đã quá khuya, xin đạo trưởng mau mau trở về, tệ chức cũng phải lui gót, xin cáo từ. Lăng Hư Tử cũng có việc riêng nên cũng vòng tay đáp lễ, đa tạ trang chủ đã ra tay giúp đỡ, bần đạo phải trở về bản môn, chắc có lẽ nửa tháng sau mới trở lại Kim Lăng được, xin bái biệt. Nói đoạn, lão cùng với Truy Hồn Tiêu Tần Trọng và mấy người kia vội vã đi trở vào trong thành. Cổ Trường Khanh nhìn theo sau lưng bọn họ, đoạn cất tiếng cười lạnh, cũng chậm chậm bước về phía bờ sông. Người này tính tình thâm trầm, cơ trí hơn người, tuy xuất hiện trên giang hồ chỉ mới khoảng chục năm nay, nhưng danh tiếng cũng ngang hàng với các đại môn phái như Thiếu Lâm, Võ Đăng. Võ công của lão cũng không hề để lộ ra cho đồng đạo Võ Lâm trông thấy, nhưng mà người trên giang hồ đều biết võ công của lão cao diệu, song đến trình độ nào thì không một ai có thể biết được. Lần này các môn phái tụ hội về Kim Lăng lại lập nên Bách Kiếm Chi Minh đều do lão nghĩ ra. Đến lúc này những người đến xin gia nhập Bách Kiếm Minh đã có hơn 100 nhân vật, như thế cũng đủ biết lão có mối giao du rộng rãi và có danh vọng ra sao. Cổ Trường Khanh về đến Giang Thần Miếu thì đã là gần vào canh tư, nhưng lão vẫn chưa chịu nghỉ ngơi mà lại đi vào trong gian phòng tính tọa, nhắm mắt dưỡng thần tụ khí. Bất ngờ lão mở bừng mắt, gõ nhẹ lên bàn hai cái, lập tức phía bên ngoài cửa có một tiểu đồng mặc y phục xanh tiến vào, hạ giọng hỏi, trang chủ có điều gì phân phó? Cổ Trường Khanh đáp, mời gia sư đến đây cho ta. Tiểu đồng ứng tiếng rồi lập tức đi ra ngoài phòng. Chẳng bao lâu sau, có một văn nhân trung niên tay phe phẩy quạt, mình vận y phục xanh đi vào. Cổ Trường Khanh lên tiếng, mời Khang huynh ngồi. Văn nhân trung niên ngồi xuống ghế rồi sau đó nói, trang chủ cho gọi thuộc hạ có điều gì chỉ giáo? Cổ Trường Khanh hỏi, kẻ mạo danh Thanh Y Tu La các ngươi đã truy tìm ra chưa? Văn nhân trung niên đáp, bọn họ có tất cả hai người, hành động ngụy dị ẩn mật, rất có thể là người của Trường Xuân Đảo. Cổ Trường Khanh gật đầu, bọn chúng hạ lạc ở nơi đâu? Văn nhân trung niên đáp, thuộc hạ đã phái người đi theo, hiện giờ chưa thấy hồi báo. Cổ Trường Khanh lại hỏi tiếp, còn gã công tử áo gấm Cốc Chi Dương thì sao? Văn nhân trung niên vội trả lời, tên này giàu hoạt vô cùng, lại có thêm người đi theo, thuộc hạ cũng đã phái người theo sát y, sáng mai tất có hồi báo. Cổ Trường Khanh nhẹ nhẹ thở dài, những đối thủ trước mắt của Phụng Lăng Trang chúng ta đều là những nhân vật tàn độc vô lượng, chẳng những cơ trí hơn người mà võ công cũng cao tuyệt đỉnh, người phải dụng tâm phòng bị kỹ lưỡng mới được. Văn nhân trung niên đáp, trang chủ bất tất phải bận tâm, thuộc hạ cũng biết chuyến này cực kỳ hung hiểm, chỉ cần sơ ý là sẽ mất mạng lập tức. Cổ Trường Khanh lại nói tiếp, người nên phân phó cho thủ hạ biết, chỉ nên giám sát hành động của Thanh Y Tu La, hắn không phải là đối thủ của ta, khi cần có thể giúp hắn một tay. Vẻ mặt văn nhân trung niên thoáng lộ vẻ kinh ngạc, người này là môn hạ của Thái Dương Cốc, trang chủ có tâm dung túng cho y, chỉ e sau này khó mà áp chế nổi y được. Cổ Trường Khanh mỉm cười, người này chẳng phải là môn hạ của Thái Dương Cốc, ta sẽ có cách áp chế y. Văn nhân trung niên biết trang chủ liệu toán như thần, mà lão đã nói như thế nên cũng không tiện nói thêm, vội chuyển sang chuyện khác.
nghe nói Thiên Long Tự đã sai một số đông cao thủ xâm nhập vào Trung Nguyên để thu hồi mật đà Thần Châu. Nhưng nghe lời giang hồ đồn đại, viên bảo châu này đã rơi vào tay Thanh Y Tu La. Chúng ta nên xử trí chuyện này ra sao? Cổ Trường Khanh đăm chiêu giây lát rồi từ từ cất tiếng. Thanh Y Tu La lúc này bị vây tứ bể, cho dù võ công của y cao đến mấy cũng không thể nào chống lại lực lượng của ba phái kia hợp lại. Chúng ta nên âm thầm ám trợ cho y. Văn nhân trung niên lộ vẻ kinh dị. Võ đang oán hận y đến tận cốt tủy, Thiên Long Tự cũng không thể để yên cho y. Giả như chúng ta tiếp trợ cho y thì người của hai môn phái kia tất sẽ hiểu lầm bản trang. Cổ Trường Khanh cất giọng cười lớn. Muốn thành công phi thường thì cũng phải làm những chuyện phi thường. Cái chết của Quyền Kiếm Song Tuyệt thì do Thanh Y Tu La gây ra là tất nhiên. Còn như việc tăng nhân Thiên Long Tự thì đó là thế lực ngoại lai, thế nên ta có cách để nói. Lúc cần kíp ta có thể giải thuyết, khiến cho tứ đại ma tôn liên thủ kháng cự lại bọn lạt ma kia. Văn nhân trung niên vẫn chưa hết lo lắng. Nếu như vậy, cường địch tập trung quá nhiều, làm sao ta được lợi? Cổ Trường Khanh cười đáp. Chuyện này không thể nói hai ba câu mà có thể giải thích được. Ngươi cứ y theo lời ta mà làm được rồi. Văn nhân trung niên không dám nói thêm nữa, đành phải miễn cưỡng gật đầu mà thôi. Cổ Trường Khanh chợt hỏi. Cửu Thiên Thần Ma và Thực Nhân Ma Tôn đã đến chưa? Văn nhân trung niên đáp. Bọn họ đã đến rồi. Cổ Trường Khanh bật cười ha hả. Hay lắm, ta sẽ an bài cho tứ đại ma tôn gặp nhau. Đoàn Lão nghiêm giọng nói tiếp. Lạt ma Thiên Long Tự hạ lạc ở nơi nào? Thư sinh trung niên đáp. Dường như họ ở Bích Vân Thiền Tự phía ngoài thành. Cổ Trường Khanh chợt đứng dậy, đi sát bên văn nhân trung niên, rồi ghé sát tai y thì thầm mấy câu. Văn nhân trung niên chăm chú lắng nghe, đến khi lão nói xong mới khẽ gật đầu. Thuộc hạ minh bạch rồi. Chợt bên ngoài cửa sổ có ánh sáng lấp loáng. Từ bên ngoài cửa có một tiểu đồng, mình vặn y phục xanh, lưng đeo trường kiếm bước vào, khom lưng vái chào văn nhân trung niên. Khởi bẩm gia sư, bằng tổng quản có việc muốn hỏi. Văn nhân trung niên thoáng ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Tiểu đồng đáp. Nghe nói những người chúng ta sai đi đều bị người ta giết hết rồi. Văn nhân trung niên biến sắc mặt. Cổ Trường Khanh khoát tay ra hiệu như không có chuyện gì. Ta biết rồi, ngươi đi đi. Tiểu đồng cúi rạp mình ứng tiếng rồi từ từ lùi ra bên ngoài. Cổ Trường Khanh đưa mắt nhìn văn nhân trung niên. Điều này có phần do ngươi đó. Bọn họ đã dám cả gan mạo danh Thanh Y Tu La thì chẳng phải là hạng tầm thường. Ngươi sai mấy huynh đệ của bản trang thì chỉ làm thí mạng cho họ mà thôi. Văn nhân trung niên chợt đỏ mặt. Thuộc hạ quả thật đã quá coi thường bọn chúng rồi. Cổ Trường Khanh vỗ nhẹ vào vai y. Không nên lúng túng khó xử như vậy. Chuyện này ta sẽ ra tay sắp xếp. Bọn họ đến Trung Nguyên chuyến này tuyệt nhiên chẳng phải là dạo chơi đâu. Nhất định là phải có nguyên nhân. Nếu như có thể khiến cho Trường Xuân Đảo và Thái Dương Cốc xung đột với nhau thì là hay biết mấy. Cổ Trường Khanh tựa như đã mất hết hứng thú. Lão vươn vai ngáp dài một cái rồi lui vào trong giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần tụ khí. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạ Long Sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.